Mới đây tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tổ chức tọa đàm Xây lợi thế, vững tương lai cùng sáng kiến ESG, Môi trường, Xã hội và Quản trị Việt Nam năm 2024. Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp đã chia sẻ bức tranh toàn cảnh về yêu cầu chuyển đổi bền vững trong nước và quốc tế cùng những ảnh hưởng trực diện đến các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cung cấp các thông tin quan trọng về chương trình sáng kiến ESG Việt Nam 2024 đón đầu cơ hội chuyển đổi xanh và những lợi ích dành cho doanh nghiệp. Theo đó, sáng kiến ESG Việt Nam 2024 khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp gắn kết chiến lược phát triển bền vững với các mục tiêu kinh doanh để đón đầu các cơ hội mới trong bối cảnh chuyển đổi xanh và nâng cao sức cạnh tranh khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững cũng như thực hành ESG sẽ giúp các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường, đối tác và nhà đầu tư, tiếp cận các nguồn vốn đầu tư xanh, nâng cao hình ảnh và thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Đặc biệt, đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp biến trách nhiệm tuân thủ trở thành lợi thế cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.